Hello, xin chào. Ha, hôm nay lại tiếp tục à, có một bạn khán giả làm một bài thơ tặng riêng thọ sọ dừa và bây giờ tôi đại diện đọc lên đây. Hm. Quay lại chín tháng ở nhà một mình lăn lóc ăn cơm trong phòng một bát cơm một bát canh thêm vài miếng trứng như thời 75 Rồi gặp Thanh Hoa Người Hoa thành quế Vợ vợ chồng chồng Yêu yêu nhớ nhớ Bắc Trung Nam Bay đi du lịch Làm Youtube Cùng kiếm tiền vui sống Nay nổi tiếng Nhờ chuyện tình cổ tích Tiền Youtube Bắn về tài khoản Hắn về nhà trở mặt ngay, ăn uống ngập mồm không thèm kể, chỉ đặt điều dựng chuyện cho hoa. Đã tật nguyền cộng thêm khốn nạn, kiếp này đã khổ, sẽ còn kiếp sau. Kiếp kiếp trùng trùng thọ không thoát được, kiếp sầu đau. Uhm ồ tôi nói thiệt á. trên kênh của tôi có rất là nhiều người ha ừ, nhiều nhân tài có tầm và có tâm họ chưa nói thôi bây giờ họ nói ra đấy đọc đi đau thêm luôn trời <laughs> vui quá có rất là nhiều người có tâm và có tầm đây là những cái tiếng nói từ con tim bị tổn thương họ mới thốt ra được những cái lời này để làm thơ thì phải có cái cảm xúc thật mới làm thơ được không có cảm xúc không làm thơ được đâu à qua cái vụ này á tôi nhớ lại hồi xưa tôi đã từng coi một cái clip nào đó hoa nói là đi khám bệnh cho thọ đó thì chính bác sĩ nói rằng thọ không hề bị điếc Bác sĩ còn thắc mắc là tại sao thọ không hợp tác. À, qua cái, cái kiểm tra xét nghiệm này kia đó, thì bác sĩ nói là không có dấu hiệu bị điếc. Nhưng mà không hiểu sao thọ cứ nói là không nghe được. Thì chính bác sĩ nói là nếu thọ không hợp tác, thì rất khó chữa trị. Đó, tôi có nghe cái clip như vậy đó. Thì ở cái thời điểm đó thì mình nghe qua mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà sau những cái vụ này, thì tự nhiên tôi lại đặt dấu chấm hỏi liệu có phải là giả điếc hay không bây giờ cái gì cũng giả được mà trời ơi giả điếc dễ thôi làm bộ nghe không 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 quan tâm không thèm để ý thì nó thành điếc nhưng mà qua cái kiểm tra xét nghiệm máy móc test các kiểu họ bác sĩ không tìm ra được cái cái bệnh điếc bác sĩ cũng phải nói một câu là nếu cậu ta không hợp tác thì không thể chữa được bệnh điếc bác sĩ cũng thắc mắc là kiểm tra không hề có dấu hiệu về điếc sao cậu ta vẫn bảo cậu ta điếc nếu không điếc thì mọi người có thương không điếc đâu đó là một cái chiêu để làm cho mọi người thương là tôi vừa què mà vừa điếc ai biểu ai biểu là mất lòng tin mất lòng tin thì người ta có quyền nghi ngờ giờ tôi đặt dấu chấm hỏi vậy đó bây giờ dù có chết có sống chả quan tâm đâu tại vì thực ra mỗi ngày á cũng có hàng trăm người chết ở ngoài đường á đầy có gì đâu